Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, thời gian qua đã có không ít vụ hành khách di chuyển bằng đường hàng không bức xúc tố bị mất đồ, vali hỏng hóc khi đi máy bay. Cụ thể, tháng 8 vừa qua, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã bắt giữ một nhóm gồm 5 đối tượng là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay nội bài vì hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng này đã phá khóa vali ký gửi của khách để lấy trộm đồ bên trong bắt giữ 5 nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay nội bài, giật khóa vali, trộm tài sản. Trước đó vào ngày 23 tháng 8, đồn công an sân bay nội bài nhận được thông tin phản ánh của chị Nguyễn Mai Anh, quốc tịch Đức về việc ngày 22 tháng 8, chị này đã đi một chuyến bay, trạng bay Hà Nội Cam Ranh tại nhà ga T1, sân bay quốc tế nội bài, hành lý ký gửi là chiếc vali màu đỏ nhãn hiệu Samsonite khi về tới khách sạn ở Cam Ranh. Chị Nguyễn Mai Anh đã nhận ra vali của mình bị mở khóa từ lúc nào không hay kiểm tra tài sản bên trong thì bị mất trộm gồm bộ tai nghe không dây nhãn hiệu Apple AirPods Pro 1, màu trắng và tiền mặt 500 euro. Trước thông tin phản ánh của nạn nhân, đồn công an sân bay nội bài nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh nhằm sớm tìm ra thủ phạm. Ngay sau đó, một tổ công tác đã nhanh chóng được cử đến Cam Ranh, gặp nạn nhân để làm việc và một tổ công tác khác đã tiến hành ra soát thông tin tại sân bay. Một cán bộ đồn công an sân bay nội bài cho hay, Chúng tôi nhận định để tiếp cận được với vali của khách một cách dễ dàng thì chỉ có thể là những người làm việc liên quan tại sân bay. Chúng tôi đã phối hợp cùng Trung tâm An ninh Hàng không dựng lại toàn bộ quá trình ký gửi vali của hành khách, đồng thời ra soát lại toàn bộ diễn biến của chuyến bay ngày hôm đó. Sau 15 tiếng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đã dựng lên chân dung nhóm đối tượng nghi vấn là nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay năm đối tượng bị triệu tập lên đồn công an để đấu tranh khai thác nóng gồm Phạm Văn Trường sinh năm 1990, Nguyễn Minh Thảo sinh năm 1994, cùng chú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội; Trần Văn Thành sinh năm 1992 ở huyện Diễn Châu, Nghệ An; Phạm Văn Tuấn sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1994 ở Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trước các tài liệu chứng cứ phía công an cung cấp, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phá khóa, lấy trộm tài sản bên trong vali ký gửi của chị Nguyễn Mai Anh. Cảnh giới cho nhau để giật khóa vali của khách Qua những tài liệu chứng cứ thu thập được, đồn công an sân bay nội bài đã tiến hành lập biên bản bàn giao vụ việc cho đội cảnh sát hình sự công an huyện Sóc Sơn tiếp tục đấu tranh mở rộng. Cơ quan công an làm rõ ngày 22 tháng 8, nhóm 5 đối tượng trên làm việc chung ca với nhau. Nhiệm vụ là bốc xếp hành lý ký gửi của khách đi tàu bay tại đảo hành lý số 4 tầng 1 ga quốc nội đi, nhà ga T1, sân bay quốc tế nội bài. Trước khi làm nhiệm vụ, các đối tượng đã bàn bạc và thống nhất, trong quá trình vận chuyển hành lý ký gửi, nếu thấy hành lý nào dễ mở khóa thì sẽ kiểm tra để trộm cắp tài sản. Các đối tượng sẽ bọc lót cảnh giới cho nhau để thực hiện. Khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, Nguyễn Văn Thịnh đã phát hiện khóa vali của chị Nguyễn Mai Anh không chắc chắn nên đã giật khóa lấy trộm tài sản bên trong. Tài sản lấy được, Thịnh giữ lại bộ tay ngay để sử dụng. Số tiền 500 euro đem đi đổi được 12.600.000 đồng, Các đối tượng chia nhau tiêu xài. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trước đó. Cán bộ điều tra viên đội cảnh sát hình sự Công an huyện Sóc Sơn cho biết thêm, những chiếc vali bị giật bung khóa nếu bị phát hiện phản ánh, các đối tượng sẽ đổ lỗi cho quá trình vận chuyển và đập bị bung, hành lý bên trong bị rơi vãi thất lạc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi trộm các tài sản. Nói không với nạn trộm cắp tài sản ký gửi ở sân bay thưa quý vị những năm gần đây khi nhu cầu đi lại tăng cao thì tình trạng trộm cắp tài sản có giá trị trong hành lý ký gửi của hành khách đi lại tại cảng hàng không quốc tế nội bài và cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất có xu hướng tăng lên đây là vấn nạn khiến nhiều hành khách hết sức bức xúc và kéo theo bao nhiêu hệ lụy như uy tín của các hãng hàng không bị suy giảm nặng nề và gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh việt nam trong mắt du khách nước ngoài hơn nữa còn dóng lên hồi chuông báo động về những lỗ hổng an ninh, những yếu kém trong công tác quản lý rất đáng lo ngại. Vậy làm thế nào để nạn trộm các tài sản không thể xảy ra khi hành lý của hành khách đã được kiểm tra an ninh rất khắt khe? Trước hết để biết những tên trộm làm sao có thể thực hiện được vụ trộm mà qua mắt được bao camera giám sát cùng với đó là hệ thống an ninh khắt khe của sân bay đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu quy trình ký gửi một kiện hành lý phải qua một số khâu hành khách mang hành lý ký gửi đến quầy làm thủ tục của hãng hàng không hành lý được soi chiếu an ninh qua máy do nhân viên sân bay thực hiện rồi được đưa ra khâu bốc xếp để nhân viên chuyển lên máy bay dịch vụ vận chuyển hành lý tại sân bay do các công ty vận chuyển mặt đất thực hiện vậy có thể thấy rất rõ ràng, việc trộm cắp hành lý ký gửi gần như chỉ xảy ra trong quy trình đó. Một vị nguyên lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã khẳng định hiện tượng mất trộm này gần như 100% là do người trong nhà thực hiện. Như một lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp, Bộ Công an chỉ rõ. Thực tế, việc trộm cắp được thực hiện chắc chắn có sự tham gia, móc nối của nhân viên hàng không, nhất là bộ phận soi chiếu mà bằng chứng là những vết sạch hành lý rất đúng chỗ để đồ vật có giá trị để lấy trộm. Những nhận định nêu trên càng thuyết phục, có cơ sở hơn khi hầu hết những vụ việc vi phạm được lực lượng công an phát hiện, bắt giữ đều liên quan tới người trong nhà. Đó là những nhân viên sân bay, những người đáng lẽ phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn đối với hành lý nhưng lại trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc trộm cắp tài sản của khách. Trước kiến nghị của các hãng hàng không, Cục Hàng không Bộ Giao thông Vận tải vừa qua đã kiểm tra quy trình vận chuyển hàng hóa, hành lý ký gửi của khách hàng tại sân bay. Tổng ra soát dây chuyền phục vụ hành lý từ khâu làm thủ tục, soi chiếu, xếp dỡ hành lý đến khi đưa lên máy bay nhằm phát hiện những lỗ hổng trong quy trình. Tuy nhiên cho đến nay, việc trộm cắp tài sản ký gửi vẫn liên tục tái diễn mà không ai phải chịu trách nhiệm. Có chăng chỉ là những khoản bồi thường thiệt hại rất nhỏ so với giá trị tài sản mất cắp mà khách hàng nhận được. Biện pháp phòng chống rủi ro. Để ngăn chặn vấn nạn này không phải là việc khó khi ngành hàng không thực hiện hiệu quả các giải pháp đồng bộ trước hết tăng cường các biện pháp an ninh nhất là kiểm tra người phương tiện nội bộ ra vào khu vực hạn chế cảng hàng không sân bay tăng cường tuần tra kiểm soát giám sát khu vực đảo hành lý khu vực kiểm tra giao nhận hành lý hàng hóa đáng chú ý kiểm tra giám sát chặt chẽ đầu vào đầu ra của dây chuyền vận chuyển hành lý tại các khu vực liên quan hàng hóa của khách và khu vực hầm hàng tất cả các công đoạn ký gửi bốc xếp vận chuyển hàng hóa phải được giám sát bằng các phương tiện kỹ thuật hiện đại triển khai hệ thống camera giám sát bí mật tại các điểm mù thiết bị theo dõi hành trình đối với những nhân viên phương tiện liên quan trực tiếp việc phục vụ hành lý khách hàng nếu mất mát hỏng hóc xảy ra ở công đoạn nào phải thực hiện được và gắn với trách nhiệm của công đoạn đó nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trước việc mất cấp đồ thuộc phạm vi quản lý, đó là các nhân viên hàng không, người giám sát việc xử lý hành lý, hàng hóa, người đứng đầu tổ đội, ca kíp, đứng đầu hệ thống xử lý hàng hóa. Hơn nữa, ngành hàng không cần tăng cường cải cách, thủ tục hành chính, giả soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan các trình tự nội quy, quy định giao nhận, bốc xếp, vận chuyển, lưu giữ hàng hóa, hành lý trong toàn bộ dây chuyền phục vụ đã lỗi thời để sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm quản lý chặt chẽ và phân định trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị có liên quan trong từng công việc. Một vài mẹo phòng chống bị móc trộm hành lý đối với hành khách Khách hàng nên cảnh giác, không để tài sản quý giá hớ hành trong hành lý ký gửi. Sử dụng vali cứng với khóa ngầm ở mép thay vì khóa kéo bình thường. Nếu muốn lấy đồ bên trong thì kẻ gian sẽ phải phá khóa, khi đó vali sẽ không thể đóng lại được. Nếu sử dụng vali thông thường, hành khách nên sử dụng băng bọc và dán băng dính kín vali. Với cách thức này sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu kẻ gian muốn móc đồ trong vali. Với thùng hàng ký gửi cũng sử dụng cách thức trên và kèm theo các mác tên, địa chỉ và số điện thoại cụ thể. Thưa quý vị để đảm bảo an toàn của hành khách khi tham gia giao thông bằng đường hàng không và ngăn chặn các đối tượng trộm cắp tài sản trong hành lý của hành khách cục hàng không việt nam cần phải có các biện pháp phòng ngừa kiểm tra an ninh siết chặt hơn tại sân bay trong thời gian tới tăng cường việc kiểm tra người phương tiện nội bộ ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không sân bay đặc biệt là những nhân viên phương tiện có liên quan trực tiếp đến phục vụ hàng hóa hành lý bên cạnh đó cơ quan chức năng cần nhanh chóng đưa ra xét xử các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của hành khách đi máy bay để làm gương tránh xảy ra sự việc đáng xấu hổ trong mắt bạn bè quốc tế đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo